Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Giờ này cũng trễ lắm rồi cả nhà, 6 giờ hơn rồi. Cô chú anh chị mình ăn cơm chưa ạ? Hiện tại thì em đang có mặt tại shop của chị Hồng Loan ở đường Đoàn Thị Điểm hay cả nhà. Chị Hồng Loan đang nói chuyện với Thành Mỹ cũng như là với anh Khoa. Tại shop chị Hồng Loan á, thì trong cái dịp Tết này á, bà con cô bác của mình đó đến mua hàng rất là đông. À, có anh Chánh nữa cả nhà. Mọi người đang ngồi nghiên cứu về những sản phẩm của shop để có những phương án như là lên những bảng giá phù hợp để phục vụ cho cô chú anh chị mình gần xa. Đó. Shop chị Hồng Loan thì bên chỗ này á, thì nó rộng ha cả nhà. Mặt bằng rộng để xe thoải mái và cái con đường này nó cũng rộng rãi nữa, tại vì đường này là đường Đoàn Thị Điểm nhưng nó không phải là trục đường lớn, nó là đường nhỏ thôi, đường nhánh nhỏ thôi, xe qua lại thì cũng hạn chế hơn so với lại ở bên kia, ở bên đường Trường Sa bên kia thì cái trục đường chính đó cả nhà, xe qua lại có đông. Nó thì gần tới Tết rồi thì khán giả đến mua những cái đồ ăn vặt đó khá là nhiều hơn cả nhà, để cho gia đình tặng bạn bè những món đồ ăn vặt của shop chị Hồng Loan đó, đặc biệt đó là yến thì mình có thể đi mua để cho người thân hoặc là tặng biếu làm quà tặng, có những chương trình khuyến mãi giảm giá hoặc là chương trình khuyến mãi cào trúng thưởng, nó có rất là nhiều khán giả đã cào trúng thưởng rồi quý cô chú anh chị Loan á. Ngoài cái công việc này bán hàng ra thì chị Loan cũng có đi đóng phim, đóng MV ca nhạc đó, thì chị Ni cũng về rồi ha cả nhà, cũng về rồi chị Ni. Mấy ngày nay thì chị Ni cũng có những cái status trên trạng thái trên Face. Wow, khán giả ta mua ủng hộ nữa nè quý cô chú anh chị. Nó đi xe hơi nè cả nhà. Anh Chánh đang chào anh Chánh. Khán giả xin thắp hương cả nhà. Bên trong thì có Thành Mỹ ha. Rồi chị Loan dẫn qua bên kia thắp hương rồi. À, có Lucky nữa cô chú anh chị. À, thắp hương rồi. Có Bùm Bùm, Mỹ Mỹ, Thành Mỹ và anh Chánh này cả nhà. Có một đoàn khách tới nhà, đang qua bên chỗ phòng bên để khách luôn cho cậu rồi. Sáng nay thì Loan cũng tới bên nhà, mong chị che cũng như là báo tin vui cho che để ngày mai hay chưa sốt buôn. Hôm nay thì là Nam Hải cũng khá là bận rộn để chuẩn bị. Hôm nay là khai trương quán là tối nay vào lúc 8 giờ thì chị Hồng Loan sẽ live stream thông báo cho cô chú anh chị ngày mai khai trương cũng như là giới thiệu những món
ăn vặt, gói sả bò mình bảo sóc thì mình ăn đông bán nha. Và ăn trà sữa, chị Đán rất là mê trà sữa luôn. Huyền. À, cái trà sữa tắm mà Vĩ đang bỏ vô nè. Cherry Blossom, cái mùi là rất là thơm ha. Mùi của hoa anh đào đó. Vĩ gọi mà mày chai đấy là 250 một chai nha cả nhà. Tại cái mẹ ơi bán nước hoa hết chỗ, bán sữa tắm mà không có đâu. Chị đang nhén lại cái nắp chai để khỏi chảy ra đó. Hai chai là 500 ngàn. Những cái món hàng của chị Loan, mỹ phẩm, kem dưỡng da hoặc là kem dưỡng da rồi đồ gió từ bên bên Mỹ nha cả nhà, ngoại nhập không. Vui chưa? Chị em cười rôm rả luôn. À, su này nè. Cái su thứ hai của chị Hồng Loan này. Chín lớn bé su này giống mẹ, da rất là trắng luôn, chào anh. Lên học chân tên shop, số điện thoại, số tài khoản và tên người nhận đó. Sáng em thấy cái chú giao hàng, chú đến đó, chú đưa cho anh Hải cả nhà. Chị Loan ơi, chị Loan ngược rồi, chị ngược rồi. Đúng rồi, chị ngược mà. Quá. Lát mình like, mình đẩy cái này lên nó mới thẳng. À, tên nè, số tài khoản nè. À, kêu trong sao mà nội ơi. Ủa vậy hả? Là sao? Đúng rồi, trong sao? Cam trước kìa, cam trước nó ngược lại. Quay cam trước nó mới ngược. Chị Loan, dơ lên mặt, người ta đã không đọc được chữ luôn. Chị quay ngược lại coi. Vậy nè. Chị Loan cười rất tươi. Tại vì lại mặt trước á nó sẽ bị ngược chữ cả nhà. Nhưng mà em vẫn đọc được nha. Shop Hồng Loan. Nhập được là chút chính à, đó là số ngân hàng. Em bê vang rồi tên Võ Thị Hồng Loan, sau đó là số tài khoản ha. Rồi mấy chị mua hàng không chú chị? Mua hàng vô mấy chị ơi. Shop Hồng Loan đây đúng rồi nè. À, vậy là đúng rồi, tối nay là 8 giờ chị Hồng Loan live stream ha. Nãy em cũng không bảo là 8 giờ tối chị Hồng Loan live stream.
Lát nữa sẽ có sự xuất hiện của bò tái chăm nha, trợ lý của chị Hồng Loan nha. À, xuất hiện rồi, Lucky kìa. Lucky xuất hiện rồi, cô chú anh chị, đó. Lucky được làm móng đen Tết rồi nha. Bữa em thấy có sơn nữa. Sơn móng luôn. Pesu xuống nè. Ông Nguyễn Khoa chia sẻ là do Lucky nó bị rụng lông nhiều quá, cho nên là chị Loan cho người đấy là xử lý lông của nó. Đây, chú Tránh. À, dạ. Con không lấy đâu chú. Thôi, Tránh rồi, được rồi, Tránh rồi. Dạ, được rồi, khỏi chú, con không lấy đâu ạ. Thôi, Tránh rồi, được lấy anh. Lấy tu à, chị Hồng Loan tự nhiên ngã luôn. Chắc có tình vui. Cười nghiêng, cười ngửa, cười ba bốn cười. Rất là vui ha. Đó, anh hai của Linh cũng rất là vui luôn. Còn mai người ta dùm có 3-4 mà anh dùm dữ lên ha. Anh dùm 3-4 lên nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Kịp nhỏ là anh Khang 3-4 ra rồi, được rồi. Chị Loan ra lĩnh lần rồi đó. Ở chiên ít thôi nha chị. Em ăn cơm đó. Rồi. Rồi đúng rồi, lạch sữa lắm. Lúc nào cũng nhậu luôn ơi, thì lúc này không ăn nhiều lắm, em chiên vừa vừa thôi. À, giờ em mới đi chiên lạch sữa mà, tại. Đúng rồi. À, chiên lạch sữa